Chào mừng các bạn đến với kênh Chem Nguyễn AU Thì trong video ngày hôm nay Mình sẽ cập nhật với các bạn về một số thông tin rất là hot Trong những ngày hôm nay ở nước Úc luôn Đó là một người phụ nữ Việt Nam Du lịch từ Việt Nam sang Và đã bị rơi xuống đường ray Sau đó đã bị xe lửa cán tử vong Cùng với đó là một cái đám cháy vô cùng lớn Tại thành phố Melbourne Nơi mà cái diễn ra một cái khu chế xuất các cái chất cháy cũng như là những cái chất mà hóa chất trong công nghiệp đó các bạn là một đám cháy vô cùng lớn và phải dập tắt tới 2 ngày. Và trong khi đó thì những cái diễn biến khác trên cái xã hội của Úc khi mà những cái tầng lớp thanh thiếu niên diễn ra cái tình trạng hỗn loạn, đánh nhau, rồi xô xét diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước Úc. Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đến với kênh James Nguyễn AU. Đầu tiên để bước vào video, các bạn đừng quên châm một cái động lực bằng cách là nhấn vào biểu tượng like, share, đăng ký kênh và chia sẻ video này để cho nhiều người cùng nắm thông tin quan trọng các bạn nhé. Như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình, thì những cái con đường và những cái vạch kể cũng như là những cái hành lang bảo vệ của Úc á, thì cực kỳ nghiêm ngặt cũng như là có những cái biện pháp an toàn rất là cao để đảm bảo cho cái tính mạng của cái người đi bộ cũng như là những cái người di chuyển trên đường thì các bạn thấy được rằng là những từ những cái cột đến những cái biển báo rồi cho đến những cái à, cái cục mà làm bằng nhựa rất là lớn các bạn thì được để ở khắp nơi ấy thế mà các bạn à, vẫn có một cái trường hợp là một người phụ nữ Việt Nam sang úc đi du lịch thì trong lúc mà à, đi qua chờ cái xe à, lửa đó các bạn thì chị đã làm rơi một chiếc dép xuống cái đường ray này và À, không giống như một số người ở Úc á, thì họ rất là lo sợ về cái tình trạng là an toàn à, đến cái chuyến xe lửa cũng như là một số biện pháp an toàn cho nên là họ sẽ không bao giờ lấy chiếc dép đó đâu trừ khi là họ sẽ nhờ đến những cái an ninh bảo vệ. Bởi vì á, cái việc lấy dép với những cái đường ray sâu như thế này các bạn là cực kỳ nguy hiểm luôn. Như các bạn thấy nè, những cái đường ray như thế này á, là cái độ sâu rất là lớn và khi mà muốn leo xuống rồi leo lên á, thì đảm bảo phải có được một lực rất là mạnh cũng như là có một cái lực nhảy rất là tốt còn nếu không á xe lửa đến thì sẽ không kịp nhảy lên các bạn ấy thế mà không biết tại sao thì chị cũng đã nhảy xuống đường ray và lượm chiếc dép và khi mà tàu đến á, thì chị đã không kịp leo lên dẫn đến tình trạng là bị thương rất là nặng và sau đó mọi người cũng đã đưa chị này lên khỏi đường ray nhưng mà khi mà đưa đến bệnh viện các bạn thì đã không kịp cứu chữa bởi vì vết thương rất là nặng. Và có thể nói là đây là có thể nói là một cái trường hợp rất là hy hữu ở nước Úc Bởi vì là khi mà họ đứng đợi xe lửa thì luôn có sự đề phòng rất là cao à, Mặc dù những chiếc xe lửa này chưa có đến nhưng mà khi mà nó đến rồi các bạn thì không kịp trở tay Do đó là mọi người đều rất là có ý thức và rất là sợ Nhưng mà chắc là chị này từ Việt Nam sang chưa có hình dung được cái sự nguy hiểm của những con đường ray này Nên đã nhảy xuống lấy đôi dép và xảy ra cái hậu quả đáng tiếc này thì theo thông tin mình nhận được từ cái đài Việt Face TV các bạn thì chị này có tên là Tuyết Nguyễn và độ tuổi là 52 tuổi nha các bạn nha thì hiện tại cũng đang liên hệ để liên lạc với gia đình của chị thì hy vọng rằng sau video này sẽ làm một hồi chuông cảnh báo đối với những cái du khách đến từ Việt Nam cũng như là những cái bạn du học sinh mà mới tới Úc thì phải rất là cẩn thận đối với là cái tình trạng an toàn giao thông cũng như là cái việc mà đề phòng những cái tai nạn xảy ra tại Úc là điều rất là quan trọng đó các bạn. Ví dụ như các bạn thấy là phía trên đây á, là có một cái con đường đi bộ và bên trên có một cái công trình á, thì bên dưới họ luôn tạo ra những cái đường chắn rất là cẩn thận luôn. Và ở một diễn biến khác các bạn thì tình trạng cướp xe và cướp vật dụng diễn ra thường xuyên hơn. Ở Úc hiện tại thì bây giờ những cái đối tượng này các bạn rất là manh động luôn và thậm chí là cướp xe vào ban ngày đây là một trong những cái trường hợp mà xảy ra thôi hiện tại thì cũng có rất nhiều trường hợp như vậy đó các bạn thì không phải là mình đang nói xấu hay là chê tránh úc gì cả mà đây với là những cái thông tin mà trên những cái báo đài thì mình cũng chuyển tiếp đến một số các bạn xem để các bạn có thể hình dung được thôi thì cái việc mà đánh nhau hoặc là cướp xe thì ở việt nam diễn ra như cơm bữa rồi à, nhưng mà ở úc á, thì những cái tình trạng này trước đây nó hiếm khi xảy ra hơn nhưng mà bây giờ các bạn tần suất nó sẽ xảy ra nhiều hơn À, một mặt á, là do đời sống kinh tế khó khăn, à, mặt khác á, là do cái giới trẻ bây giờ thì họ tiếp xúc quá nhiều với những cái mạng xã hội và những cái trò mà cướp xe hay là à, lái xe các bạn, thì mục đích của những cái bạn thiếu niên này á, không phải là để bán mà là để chạy để mua vui, bởi vì cái cảm giác lái xe á, thì không được có bởi các bạn khi mà cha mẹ thì không muốn cho con cái lái xe sớm hoặc là những cái bạn mà chưa đủ độ tuổi lái xe. Á thì lại không có được quyền lái xe ở Úc do đó là các bạn đã làm liều và tìm một cái cảm giác lái xe cũng như là sở hữu cho mình một chiếc xe mặc dù là trong một thời gian ngắn thôi thì các bạn cũng sẽ bị bắt thì khi mà mình đưa lên những thông tin này thì mọi người được cho rằng là cái việc thông tin của mình là không chính xác bởi vì là ở Úc là lái xe thì không biết bán ở đâu nhưng đó chỉ là những cái suy nghĩ trên lý thuyết thôi các bạn còn trên thực tế thì mình thấy một số trường hợp bị mất xe này các bạn nè thì trên cái trang group Facebook là của hội sinh viên có một bạn đã đeo thử 1.000 đô la cho ai tìm thấy tung tích chiếc xe khi mà bạn đã bị mất một chiếc xe Audi A4 này các bạn thì những chiếc xe này á thì thường xuyên là bị mất bởi vì là những cái giới trẻ rất là thích những cái dòng xe sang và mạnh như thế này bởi vì các bạn trẻ thì thường thích là chạy những chiếc xe rất là bốc chạy tốc độ cao coi thử như thế nào nói chung là thế hệ Gen Z ở bây giờ ở À, nước úc cũng như một số quốc gia khác á, thì họ rất là có những cái à, hành động khác với những cái thế hệ khác khi mà họ thấy được những clip mà của những à, bạn bè cùng đen lứa trên mạng xã hội thì họ cũng rất là thích để mà một lần được thử cảm giác như vậy và điều này dẫn đến những cái kết quả không tốt thì ở một khía cạnh khác các bạn thì cảnh sát của tiểu bang bắc úc á, cũng đã cho à, tình trạng giới nghiêm cho toàn thành phố Ali Spring. Đây là một thành phố lớn thứ hai tại tiểu bang Bắc Úc và là một thành phố du lịch nằm phía trong khu vực nội địa của tiểu bang Bắc Úc. Thì cảnh sát cho rằng là đã có hai nhóm thanh thiếu niên với số lượng tới khoảng 50 người các bạn đã diễn ra một cuộc ẩu đả rất là nghiêm trọng và gây bị thương đến rất là nhiều người. Và do đó là cảnh sát cũng đã là cho niêm phong các con đường cũng như là các trung tâm thương mại và những cái cơ sở kinh doanh cũng phải ngừng hoạt động tạm thời trong vòng 3 ngày để mà có thể là chấn chỉnh lại cái tình trạng an ninh. Cùng với đó là một số cái siêu thị các bạn cũng đã xảy ra cái tình trạng là đánh nhau của các thanh thiếu niên và thậm chí là có một số người cầm vũ khí, cầm dao đi vào trong cái siêu thị làm cho nhiều cảnh sát cũng đã đến và cho những cái siêu thị này bắt đầu là sẽ đóng cửa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của rất là nhiều người trong đó có người Việt Nam khi mà mình nghe nói là có một số tiệm nail rồi cơ sở bán bánh rồi hoặc là các cái cơ quán cà phê vân vân thì cũng phải tạm thời đóng cửa nhưng mà các bạn biết rồi khi mà đóng cửa là một ngày họ phải trả rất là nhiều tiền và thậm chí là có cơ sở là phải trả tiền thuê mặt bằng là 700 đô cho một ngày đó các bạn chưa kể là cái tiền trả cho nhân viên nữa do đó là cái việc này là ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống của người dân nước úc và cuối cùng đó là thông tin về một đám cháy rất là lớn diễn ra tại thành phố melbourne và đây là một đám cháy tại một cái khu công nghiệp gần đường cao tốc xa lộ gần trung tâm melbourne đó các bạn thì cái khu này là cái khu chế xuất để tạo ra những cái hóa chất trong cái ngành công nghiệp tẩy rửa cũng như là những cái chất mà dễ cháy thì những cái chất này được đựng trong những cái thùng rất là lớn. Thì những cái thùng này á bắt đầu là bốc cháy bởi một cái quá trình thử nghiệm không thành công và dẫn đến cháy nổ. Và đám cháy này các bạn không thể nào dập tắt được trong thời gian sớm khi mà tới là 68 chiếc xe cứu hỏa và cùng rất là nhiều các cái nhân viên cứu hỏa tới và dập đám cháy này. Đám cháy này là cực kỳ nguy hiểm bởi vì là những cái thùng các bạn thấy trên màn ảnh nè là nổ tung và văng khắp nơi các bạn và những cái khối độc này lan rộng khắp thành phố cũng như là khi mà cứu hỏa đến để xịt những cái dòng nước để mà dập tắt những đám cháy này thì những đám cháy này vẫn không hề thuyên giảm các bạn bởi vì bản chất của những cái chất này là những cái chất lỏng gây cháy cho nên là xịt nước vào thì cũng không có tác dụng gì nhiều tuy nhiên là nước cứu hỏa từ trong cái đám cháy này đã dẫn theo những cái chất độc và lan rộng ra những khu vực xung quanh, thì chính phủ cũng đã tìm cách là ngăn chặn những cái à, dòng nước này chảy xuống những cái kênh rạch hay là sông suối gây ảnh hưởng đến à, tác động đến môi trường. thì đây là những cái thông tin mà có thể nói là rất là đáng lo ngại về những cái tình trạng đang diễn ra tại nước úc. tuy nhiên, đây không phải là một cái gì đó là một cái số đông ở nước úc như các bạn. thì ở nước úc á, nhìn chung, cái chất lượng về an ninh và trật tự xã hội cũng rất là tốt tuy nhiên là những cái tình trạng mà mình vừa kể như đầu video đó thì cái số lượng của nó cũng đã tăng lên khá là nhiều so với trước đây rồi nên là mọi người sẽ cảm giác lo sợ thiệt ra là những cái tình trạng này lại xảy ra ở việt nam thì có thể nói là như cơm bữa các bạn tình trạng mà đánh nhau hay là tình trạng về tai nạn giao thông này nọ vân vân thì diễn ra thường xuyên nhưng mà ở úc á, thì mọi thứ đều rất là ok rất là tốt trước đây nhưng mà bây giờ thì có tình trạng này nó sẽ tệ hơn một chút thôi Hy vọng rằng là video này sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin Và nếu mà các bạn thấy thích thì đừng quên cho mình một lượt like, share, đăng ký kênh Và cũng như là chia sẻ video này để cho nhiều người cùng nắm được thông tin các bạn và các anh chị nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo